Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với trận đấu thứ hai trong ngày thi đấu hôm nay. Đây là trận đấu thứ 6 trong vòng loại bảng A của giải đấu Game Open Tournament lần thứ 3. Như vậy chúng ta chỉ còn lại 3 round đấu nữa để xác định xem những đội tuyển đi tiếp tại cuộc họp bảng A này sẽ là ai. Và đừng quên là sau vòng bảng chúng ta vẫn sẽ có những giải thưởng dành cho đội thi đấu xuất sắc nhất. Vòng bo chúng ta tương đối là nghiệt khi đến 1/3, hơn 1/3 nó là nước và đã có những đường bay đã có những đường bay xuất hiện rồi, và chúng ta đã có những cái đội tuyển đáp xuống khu vực rất xa, đặc biệt là các thành viên Venus Gaming họ đáp thẳng xuống khu vực Germany, một khu vực mà có lẽ họ sẽ phải di chuyển rất dài để có thể vào bo chúng ta, và trên đường vào bo họ có thể đụng độ với rất nhiều team khác nhau. Và việc nhảy ở đầu game nên là các thành viên của Venus Gaming họ đảm bảo an toàn bởi Germany là không hề có ai cả. Giao tranh tiếp tục ở khu vực Rose, đó là các thành viên của CLBD cùng với cả Evos. Đây là duyên nợ. Ở round thứ nhất trong ngày hôm nay họ cũng đã giao tranh ở khu vực này. Và rất nhiều team đang ở khu vực đó là Free Fire. Và để xem là Assassin đã có được một cái xà beng rồi. Tôi thấy có một thanh niên đã cầm xà beng sẵn thủ sẵn cho người rồi. Một thanh niên đã nhặt được khẩu SK-12 M16. Trong khi đó thì bên phía bên này Assassin ở bên đây cũng đã có cho mình khẩu UMP rồi. Trong khi đó thanh niên kỳ mập người ta đang tay không chống địch, đang đội cái mũ sừng lên người và đã bị hạ gục trong tình huống mà khẩu Vector của thanh niên 1405 đã tìm đúng địa chỉ. Kỳ mập ố lẽ thân quá mập và không chạy nổi rồi. Hai thanh niên đều đội cho mình ngoại trang, đó là sừng. Đây là sừng của con gì nhỉ? Tuần Lộc. Đúng rồi, con Tuần Lộc. Khi mà Even Noel đang là tới gần, GG đã có cho mình được một kill đầu tiên. Họ không muốn cạt giò, bởi đơn giản cạt giò sẽ đi tốn đi cho mình lượng đạn. Rồi. Và vị trí đó Assassin kill. Trời ơi, bắn không được trong tình huống này. SimVC còn lại 21 viên đạn, 9 viên đạn của anh ta đi tong rồi. Assassin kill thì có cho mình tổng cộng là 120 viên đạn trong khẩu M16. Nhưng anh chàng này cũng chưa hề có mũ giáp, lại tiếp tục đó là thanh niên cầm phớ. Cầm phớ đi đâu đây? Rồi NVD bị gào giò trực tiếp tình huống này khi được đội cùng với Jack Vũ rồi. Jack Vũ với khẩu M4 của mình đã có được cho mình một kill. Đã phát hiện ra vị trí của Atu với Phibikia, Atu bị độc hạ với Jack Vũ. Và có quà để pick kill nữa không đây? Tấn công người Phiêu Phi, anh ta là một mình chống lại các thành viên phía của Assassin. Và Phiêu Phi sẽ phải xử lý như thế nào đây? Anh ta là muốn bắn hạ một thành viên phía gửi gì chứ không phải là cứu đội mình. Rồi quay qua cứu rồi, không biết là có máu chưa? 5 cái băng đẻ thôi thì ngồi cuốn tạm vậy. Nghe được tiếng chân của kẻ địch đang lao sang, vị trí của Phiêu Phi đang là cố gắng phòng thủ. Assassin tiếp tục là mất người, tiếp tục là bị nốc hạ một người. Nhưng tuy nhiên rằng gì bị nốc hạ một người, vậy nên họ chơi chậm lại. Assassin bị clear hoàn toàn rồi. Quá ôi nhanh ôi diễn biến ôi. Mà gì là lao lên. Họ chỉ mất một người nhưng họ đổi lại được 4 kill tại khu vực này. Vẫn còn các viên của The New Team tại khu vực này nữa. Chính chứ xác. Không phải là đã hết kẻ thù của gì. Rồi gì đã có vẻ bị lộ rồi. Và lúc này họ sẽ giao tranh cùng với các viên phía The New Team. 1405 bị gạt giò với chữ I Sunny. Tình huống này người tiếp theo định bắn sẽ là Binso Kutie. Nhưng mà I Sunny bắn ngược lại ta hết sạch đạn khẩu M16 rồi. Quá nghèo đi. Ba đội tuyển đáp xuống cùng một khu vực, đó là Fairy Fire. Và một khu vực mà không có đủ đồ cho ba team, cả một team đã bị clear hoàn toàn rồi. Bên phía bên kia thì có gì sau khi có được 4 kill của đối phương cũng không khỏe khoắn cho cam, chỉ còn lại 2 người mà thôi. Có lẽ là nhiều thanh niên chỉ cầm súng bây giờ chỉ để dọa thôi, có lẽ là ngắm bắn rồi chứ không bắn được bởi hết đạn rồi. Isani đang là di chuyển khá nhanh, anh chàng này cố gắng lút căn nhà này, và căn nhà này liệu có đạn hay không? Có lẽ là đạn may mắn. Không, như tôi đúng nghĩ rồi. Là anh ta đang cần máu hơn, anh ta chỉ còn lại 29 máu, trong khi đó thì không có nước, à đã có một, chưa có nước, chưa có máu, chưa có cái gì cả, có một quả smoke mà thôi. Đây rồi, đã loot được khẩu Berry đến từ vị trí của Isani. The New Team tiếp tục là có thể tấn công về phía gì mất đi vị trí của 1405. Tiếp tục họ chỉ còn lại hai người, đó là Jack Vũ cùng với cả Binosokyu. Hai người đang stick với một cuộc nhà. Và The New Team có một người, đó là bảo anh Ismi đang bị lộ vị trí. Nhưng viên đạn ca là không chính xác, Jack Vũ đang cố gắng để tấn công bằng viên đạn ca. Hơi khó tình huống vừa rồi để có thể tìm đến cái đầu của đối phương bằng khẩu K98 này. Không, M24 đúng rồi. M24 Jack Vũ cuối cùng đã tìm cái đầu bảo anh Ismi rồi. Như vậy là tình huống mà Jack Vũ cùng đồng đội mình có thể đẩy thẳng lên, cùng với Binosuke có thể đẩy thẳng lên trong một tình huống 2v2 hoặc là 2v3 chẳng hạn, với các thành viên phía The New Team, để có thể clear hoàn toàn team này khi mà đối phương vẫn đang bị đốc hạ. Như vậy đẩy thẳng đến từ Jack Vũ có vẻ là hơi nguy hiểm. Đồng đội của anh ta đang ở đâu? Đồng đội anh ta đang ở hơi xa. Tình huống này anh ta bị bắn chỉ còn lại 65 máu thôi, đang cố gắng phải đổi góc sang bên cánh trái của mình. Liệu rằng có xử lý nổi trong tình huống 1-3 này không đây? Đấm cửa kính này bằng vào Jack Vũ mất máu sau những tình huống bị bắn rồi. Bin Sơ Kiều đang đến được để backup với tình huống này. Liên tục là những màn giao tranh. The New Team bảo anh Ismi đang lao xuống rồi. UMP đang lao xuống và vị trí của Jack Vũ đã bị nhìn thấy. Cái bên đang chào hỏi nhau nhưng chưa bên nào là mất máu cả. Cái team đang cố gắng giao tranh đang kê đến từ vị trí của cả hai team.
không ai dám lao lên và cũng không ai dám lao xuống cả. Cả hai người đứng ở dưới khóc vòng đó là gì. Còn thành viên của The New Team đã có vị trí của Aishani chạy là khá xa ở góc màn hình. Bị phát hiện rồi thì phải Jack Vũ đang kê về hướng Aishani, nhưng tạm thời Aishani đã đổi góc một cách an toàn. Ở dưới gầm nhà thì đang có Jack Vũ đang nằm án binh bất động ở tại đó rồi. Bảo Anh Izmi sau bị dính một tình huống bắn M24 của đối phương vào đầu thì đã mất mũ rồi. Bóng diễn biến khác, bóng giao tranh của Evotgon và cả hai đều có thiệt hại ban đầu về người rồi. Và họ chưa lao vào nhau cũng giống như là The New Team cùng với cả là GG gì. Có lẽ đây là hiệp định đình chiến chẳng. Hiệp định đình chiến rồi, cả hai bên là thậm chí là còn đóng cửa để còn không phải giao tranh nữa. Thành viên của Bob là yếu máu, vị trí của Emory yếu máu, cố gắng cứu, đây là không hề có smoke để cứu Evotgon, cũng bị nông hạ mất mít tơ tèo, nên là thanh niên này cũng lùi lại để kinh độ chứ không phải là cố gắng lao vào lớn. Rồi, Bảo Anh lại bị nốc lần hai cho nó thể, và anh ta bị gạt giò trực tiếp bởi vì như Jack Vũ rồi, đẩy sang đến từ bên sâu kiểu, bên phía bên ngoài đang có những tình huống bắn nhưng bắn không được. Và một thành viên nữa đó chính là Hoàng của The New Team bị bắn hạ. Một tình huống băng ra rất nhanh để clear hoàn toàn thành viên phía GG hay gì. Bên sâu kiểu đẩy không được và anh ta cùng với Jack Vũ là những người phải nằm xuống tình huống vừa rồi. Mad Dog với vị trí của Pitbull đang là khá thong dong tại khu vực này. Đây là một khu vực mà lao ra gần với cả cầu càng. Mad Dog Alaska đã di chuyển với phương tiện. Box Emory đang cố gắng để hồi máu cùng với cả là B-Seeker. Tôi không biết là các thành viên Evo lúc này ra sao rồi trong tình huống giao tranh của các team box. Thì các thành viên team box thì box vẫn còn lại 4 người. Họ đã cứu thành công nhưng Evo có lẽ cũng... Evo Gold chứ sao là Evo Gold? Evo Gold thì cũng đã cứu được cả 4 người đồng đội của mình đứng dậy hoàn toàn là bình an. Cả hai bên đều chào hỏi nhau là phá rác, phá máu nước chứ không phải là có cho mình được những lượng kill đầu tiên. Giờ Evo thì đang di chuyển ở phần khu trường học để di chuyển vào trong bo. Bo chúng ta nằm quá xa so với những khu vực như Serbani hay là trường học đây. Evo Gold Ranti đang cực kỳ là yếu máu. RNT đang là người có thể bị bắt lại trong tình huống này. Anh ta đã bị nhô đầu lên và bị bắn hạ bởi vị trí của Linus. Linus có thể lên và tích cho mình một kill cách đơn giản khi mà RNT đã ở quá xa so với đội của mình, một tình huống gạt giò trực tiếp. Và Evosgon tiếp tục là mất người, bốc Emory tấn công là quá nhanh. Và không biết được rằng là Evosgon là còn lại bao nhiêu người để chống đỡ đây. Michael Tèo, Udi. Hơi khó cho Evosgon trong trường hợp này khi mà đi bắn đây là như đấy. Đang là đấu skill nhưng không được, là người chủ động bắn trước. Nhưng Mr. Tèo lại là người bị nốc hạ. Chỉ có một mình vị trí của Udi. Udi được thông báo rằng là thôi xong rồi, chỉ còn một mình. Udi quyết định là lùi lại, không muốn tấn công cái thành viên của team bốc nữa. Bốc chắc chắn gạt giò, họ có cho mình 3 kill. Và Udi có lẽ cũng nên tử chiến trong tình huống này mà thôi. Kéo top lúc này là cực kỳ khó khăn bởi vì phải kéo vào top rất sâu thì bạn mới có điểm. Còn giao tranh ở diễn biến khác thì Sun and Vader mất người. Evoser là người pick cho mình một kill tình huống này. Và đó là những diễn biến giao tranh ở một khu vực khác. Evos mất đi no scope nhưng họ có thể cứu được. Hai team này là duyên nợ đây. Khi mà Sailor Vader cùng với cả Evos họ không còn ở khu vực nữa nhưng họ vẫn tiếp tục giao tranh. Một thành viên của team Sailor Vader đó là Lidit đã bị đông hạ. Evos Sunny là cố gắng lao lên vị trí của Sailor Vader. Big Daddy, một quả nết được ném ra. Nhưng có lẽ một quả nết sẽ được ném trả rất nhanh. Và lao lên từ vị trí của Sunny và... nhìn thấy được thành viên của Sailor Vader đó là Big Daddy ở phía dưới chân xẻ, đơn giản là tỉa những viên đạn rất nhanh vào khúc đó, nốc hạ rất nhanh. Vị trí của Simne đang cố gắng cứu được đội đó là không những... được một quả nét tốt của Sơn và tiễn các thành viên phía Sailor Vader về với top 14 trong round đó lần này. Và Sơn đã bôi màu toàn bộ các thành viên của Sailor Vader về màu đen trắng rồi, đúng cái tên của anh ta đó là Sơn thôi. Còn The New Team đang phải làm gì đây? Họ đang cố gắng để kề chắn khi mà họ bị tấn công. Đây là họ bị tấn công bởi team Thái Nguyên. Thì Thái Nguyên lao vào là quá đông. Nhưng mà tại sao lại team Thái Nguyên lại bị dính lửa nhỉ? Càng dép lọ đang là người bị đốt máu trong vừa rồi bởi quả lửa. Nhưng không sao cả, họ có lẽ vẫn sẽ khá khỏe khoắn để có thể tiếp tục tấn công. Trong khi đó, thành viên cuối cùng của Evosgo là Udi đã phải nằm xuống. Top 13 để các thành viên Evosgo trong tình huống lần này. Đây là tình huống mà team Thái Nguyên giao tranh với The New Team. TTN đã giành những TNT và TNT có vẻ là những người thua cuộc tình huống này rồi. Aishani là người bắn hạ và đang có những tình huống lút xác đến từ team Thái Nguyên. Hơi đáng tiếc dành cho thành viên của Evoscon đó là Goody khi mà anh chàng này đã nốc hạ được hai thành viên của team Bốc. Vì team Bốc cover là rất tốt, họ tràn lên và đưa team của Goody về vị trí thứ 13. Ở đây là những tình huống công nhà của Mr. Gear. Bên trên căn nhà các thành viên phía team Mad Dog. Bên phía bên này thì có thành viên Mad Dog đã bị nốc hạ trước đó rồi, để xem ra công nhà của Mr. Gear sẽ là như thế nào đây. Một tình huống đấu skill và người thắng là Toner gạt giò luôn vị trí của Rogue Water, không, người dứt điểm là Blackpink mới đúng. Và thành viên có lẽ là cuối cùng của bên phía Mr. Gear, một quả nết được trả xuống cầu thang. Đây không phải, đây là một quả smoke mà thôi, để có thể che tầm nhìn các thành viên của Mr. Gear. Nhưng bị Mr. Gear đang lao lên và Mr. Gear hạ gục toàn bộ thành viên của Mad Dog. Mad Dog dừng lại ở vị trí thứ 12 với khẩu Uzi của Nenicio. Nenicio là người clear hoàn toàn các thành viên phía Mad Dog tình huống vừa rồi.
Và đó lại là một team nữa chia tay với chúng ta ở trong round lần này. Phút thứ 11 chúng ta còn lại 11 team và 40 player. Để xem vòng bò tiếp theo sẽ được thu về khu vực nào đây. Lúc này thì vòng bò nó không còn chiếm quá nhiều khu vực biển nữa. Và chắc là tiếp tục thu vào khu vực đồi núi ở Quarry mà thôi. Quarry là một khu vực rất là trũng và có rất là nhiều những cái căn nhà nhỏ để có thể núp. Nhưng mà không nhiều đội tuyển xuống khu vực này để có thể núp trong đó. Bởi vì đó là khu vực mà đối phương bắn từ trên bắn xuống rất là khó chơi. Đúng rồi, nó là một khu vực xấu và nó nằm thấp hơn địa hình. Vậy nên rất ít team lựa chọn những khu vực ở phía dưới và trung tâm của Quarry. Team Thái Nguyên sau khi clear được team The New Team thì họ đang quyết định là di chuyển, họ không còn muốn đứng ở khu vực này nữa. Mấy số độ đó là chưa clear được hoàn toàn, họ mới chỉ là có cho mình được một kill. Rồi để xem vòng bó tiếp theo với những đội tuyển thì họ sẽ phải di chuyển như thế nào đây. Team Thái Nguyên đang tích cực di chuyển và hướng họ di chuyển là rời khỏi căn nhà. Có một thành viên phía của TNT, The New Team vẫn còn lại một thành niên đó là Hoàng. Hoàng thì vẫn đang sống, trong khi đó thì bên phía The New Team quyết định từ bỏ khu vực này bằng cách đi bộ mà thôi. Trước đó là Viking Y đi ngang qua khu vực này bằng những phương tiện di chuyển của họ, tạm thời cả hai team vẫn chưa đụng độ với nhau. Liên tục là di chuyển, team Thái Nguyên cố gắng là vào trung tâm vòng bò và họ đã di chuyển là đúng hướng. Khi mà di chuyển trực tiếp, họ chỉ cách vòng bò này chỉ một ít mét nữa rồi. Liệu rằng Hoàng có vào được trong vòng bò hay không? Nếu Hoàng vào được trong vòng bò, Hoàng di chuyển đến những tốc cao thì Hoàng ngày hôm nay phải gọi là Hoàng đế hay Hoàng thượng mới là đúng. Anh ta đang phải di chuyển và trước mặt của anh ta đang là các thành viên phía của The New Team cũng tương đối là khó khăn. Đã có lẽ nhìn thấy các thành viên phía của team Thái Nguyên rồi. Nhưng mà bắn ở tầm này thì sẽ bị lộ vị trí. Và cái tỷ lệ để có thể gạt giò trực tiếp mang lại kill dành bên phía của The New Team cũng không cao. Và quyết định của anh chàng này là không bắn bởi vì anh ta đang cầm khẩu K98 với cái cốc 4 mà thôi. Bắn trúng một viên không phải vào đầu thì cũng rất khó để có thể có kill. Viking Blacks đang là ở khu vực kho gần với cả Quarry. Họ đang có cho mình một khu vực đẹp. Đây là một khu vực có góc bắn rất mở về những khu vực đồi núi ở Quarry cũng như là ở Free Fire. Một góc bắn mở cho họ được nhiều cơ hội hơn. Họ có được nhiều thông tin, đồng nghĩa với việc là họ sẽ di chuyển vòng bò kế tiếp một cách an toàn. Khu Quarry đang được chiếm đóng bởi các thành viên phía H2. Họ vẫn đang chưa có được kill nào từ đầu đó bây giờ cả. Không được rồi. Càng dép lọ vừa rồi tìm được một viên SRR vào đầu của Hoàng và các thành viên phía team The New Team. Dừng chân ở top 11 trong lần này. Thôi lực kéo top đã thất bại đối với các thành viên The New Team rồi đúng mà chúng ta đang được chứng kiến cái khả năng giao tranh rất khốc liệt trong đoạn ban đầu của đấu lần này. Vậy là Hoàng vẫn thể là Hoàng thôi, chứ không phải là Hoàng thượng hay Hoàng đế rồi. Trở lại với trận đấu, các thành viên của Level họ cũng đã có cho mình được một góc ở trong bọ an toàn, đồng nghĩa với việc họ sẽ không đi đâu cả. Họ chỉ đơn giản là kê chắn. Xuân Cường vừa rồi có thủ bắn cam nốc hạ được với Cường, không biết là tầm xa như vậy để có gạt giò nổi hay không đây. Đang có những tình huống bắn K98 với cái độ drop đạn tương đối xa. Nhưng đây là X8. Nó cho phép anh ta có một tình huống gạt giò được Berserker rồi. Một pha thi đấu rất chính xác đến từ vị trí của Xuân Cường. Khi mà khoảng cách là quá lớn, độ drop đạn là quá cao cho anh chàng này lại pick được một mạng ở khu vực như vậy. Đầu tiên là tình huống anh ta nốc hạ đối phương đã là hay rồi. Sau đó anh ta có thể gạt giò luôn. Sau khi mà nốc hạ thì gạt giò nó dễ hơn là bắn trúng đối phương đang chạy. Nhưng mà đó là một tình huống thi đấu xuất sắc và mang lại một kill. ACC thì sao? Họ đang có được một kill tại ở Beacon. Đây là tình huống mà Uzi không biết là làm cái gì. Nó chắc là đang thử độ nhạy của cái cốp 8 mới nhặt được. Vị trí của Venus Gaming chỉ còn lại 3 thành viên khi mà vị trí của Rudo đã sớm phải dừng lại trong đó này. Họ còn lại Uzi, Bimzino và Mazino. Đang ở khu vực tương đối là an toàn, khá là sát bò rồi, chưa chịu áp lực đến cái vòng bó tiếp theo. 10 team và 38 player còn lại. H2 thì họ đang di chuyển khỏi khu vực Quarry. Evote vừa rồi có một người rất là yếu máu ra sâm đây thì phải. Viking đang kê về hướng các thành viên phía của Evote, nhưng đây là một căn nhà thấp hơn so với địa hình mà Evote đang đứng. Evote thì là đứng ở điểm cao hơn, họ đang ngắm bắn về phía thành viên của Mr. Gear. Mr. Gear liệu rằng có biết ở phía trên đồi là các thành viên của Evote hay không? Giao tranh có lẽ đến từ khu vực này khi mà Mr. Gear đang bị tấn công. Họ bị tấn công bởi team Thái Nguyên. Team Thái Nguyên đã áp sát khu vực nhà của họ. Càng Zep Lọ đang làm gì đây? Càng Zep Lọ đang cố gắng di chuyển. Khi mà có lẽ đây là sự chia sẻ, họ không muốn lao vào nhau nữa rồi. Vừa rồi thì team Thái Nguyên Candy Drop đã bị gạt giò bởi vị trí của Sơn. Nhưng mà team Thái Nguyên cũng đang mất người trong tình huống này. Không biết là họ sẽ phải giao tranh với các thành viên Mr. Gear như thế nào để giành quyền vào bò đây. Evote vẫn đang kề về hướng hai đội tuyển, đó chính là team Thái Nguyên cũng như Mr. Gear. Họ đang bắt buộc phải giao tranh để giành quyền đi tiếp. Và tại khu vực này, Mr. Gear có tổng cộng là 4 người. Họ đang chia 1-1-2 cho với các thành viên phía của team Thái Nguyên đang là 2. Hai người đang tử thủ ở phía dưới căn nhà. Vừa rồi là Quỳnh bị bắn hạ. Một tình huống đẩy lên đến từ các thành viên phía Mr. Gear. Và hình ảnh vừa rồi là team Thái Nguyên tại sao lại chơi đi cho chơi cầu trượt khi mà cố gắng lao lên. Tuổi thơ trỗi đúng dậy. Đúng rồi, tuổi thơ trỗi dậy. Khi mà lao lên công nhà thì là chơi cầu trượt ngay lập tức và dừng lại ở vị trí top 10. Họ bị clear mất tổng cộng là 4 người thì phải trong vừa rồi. Và Mr. Gear là những người giành quyền đi tiếp tại khu vực này. Họ vẫn đang bị kê với các thành viên phía Evos.
và một phần của khu vực nhà các thành viên Mr. Green đang trú ngụ, đó là hình ảnh của một phần, một góc nhà đang ở trong bò, đồng nghĩa việc họ chỉ cần di chuyển nhẹ nhàng vào góc nhà đó là đã ở trong bò và an toàn cho số các thành viên của Evos, và họ đợi chờ vào một kế tiếp hay là chạy cánh vải. Và vừa rồi đó là Viking White, Viking White đang di chuyển, họ bị tấn công bởi người anh em của mình. Viking bắn Viking, hai anh em trong nhà là đánh nhau rồi nhưng mà chưa ai phải đổ máu cả, chưa ai phải đổ máu cả, những tình huống gọi là đánh yêu đấy. Đúng rồi, bắn yêu tí thôi nhưng mà cũng té được vài giọt rồi, chắc là cũng lấy đi ít máu của xe đối phương. Bên phía bên kia Lies vừa có một tình huống bắn hạ được Beacon 2502 rồi, và đó là một cự ly cũng tương đối là xa giữa cả hai đội tuyển, chưa có những tình huống gạt giò trực tiếp xảy ra. Viking One đã chiến được một căn nhà tạm thời là ok để có thể kê chắn về hướng các thành viên phía của H2. Họ đang chia đội hình của mình ra là hai người bên này, hai người bên kia. Ziki là người vào trước, còn các thành viên phía của Level họ chiến một căn nhà cực kỳ là an toàn trong bò. Vòng bò tiếp theo tiếp tục ủng hộ các thành viên phía của Level. Ôi rồi, thanh niên Golden Fire này nó còn lên nóc nhà, không biết được có bắt được con gà nào di chuyển ngang qua khu vực này hay không. Chúng ta cùng đợi chờ một chút nữa thôi để xem vòng bò có ủng hộ Level để cho thành viên của mình là bắt con gà hay không. Với vị trí của Team Box, họ còn lại 3 thành viên, họ có cho mình 5 kill ở đầu trận đấu, họ đang kê chắn về phía của ACC. Lúc này thì ACC đang là người trong bò và các thành viên phía Team Box đang là những người chịu áp lực của vòng bò tiếp theo. Một thành viên ACC nằm xuống đó chính là Dũng Lệ Lệ. Một tình huống bắn vào quả smoke của giờ đến từ Lightning, bắn rất tốt và hạ được một thành viên phía của ACC, đó là Khu Sơn. Hai thành viên phía ACC bị nằm xuống, Box đang có ý định đẩy thẳng vào quả smoke này. Amory đang mở góc sang bên phía cánh phải để tấn công các thành viên ICC. Không biết ICC có biết tình huống này hay không đây. Lightning đã khá là yếu máu, 42 máu còn lại. Một tình huống đẩy thẳng lên và clear hoàn toàn các thành viên phía của ICC đến từ Box Armory. Một tình huống mà các thành viên Box đã mở được và bò thành công. Và Evos tấn công được một thành viên của Mr. Gear, đó là Ba Siêu nằm lại. Mr. Gear đang tố công sang, Mr. Gear tiếp tục làm mất vị trí của Nanny Zero. Blackpink với cả 96 Toder phải làm gì đây khi Evos đang đứng ở trong vòng bò. Họ có lợi thế về người, họ có lợi thế về vòng bò hơn các thành viên của Mr. Gear. Mr. Gear mất đi một thành viên của mình và vị trí của Nanny Zero cũng đang rất máu. Evos biết điều này và họ có F-Boy không, khi cả Viking cũng đang ở đây. Viking cũng đang lao sang và rất cố cho đội viên của Mr. Gear khi giao tranh này là hỗn loạn. Một đội viên của Team Evos đó là Top One Server đã phải gục ngã trước họng súng của 96 Toad. Rất hỗn loạn khi ba team đang đứng ở đây. Mr. Gear là những người bị kẹp lại, họ đang quăng smoke ra để có thể trú ba người trong quả smoke vừa rồi, nhưng đang bị kẹp lại giữa các thành viên Evos. Sunday đang mở góc thành viên cánh phải của mình, anh ta đã bị bắn mất rất nhiều máu tình huống này, nhưng Nani Siro mới là người yếu máu hơn. Blackpink vừa né được quả nade của đối phương, đang cố gắng mở góc sang bên cánh phải. Giao tranh cực kỳ hỗn loạn và một thành viên Mr. Gear, Nani Siro đã phải nằm xuống. Viking CVD là người đã hạ gục được đối phương. Và để xem Mr. Gear họ vẫn đang có rất nhiều smoke tại gần đây, nhưng Nani Siro đang ở khu vực tương đối xa. Sau đó đội mình tốt đời đã phải nằm xuống. Blackpink quay lưng bỏ chạy chẳng. Hai thành viên phía của Mr. Gear đã bị knock hạ. Nani Siro bị gạt giò trực tiếp. Và có lẽ là các thành viên Evos đẩy thẳng lên và clear hoàn toàn Mr. Gear rồi. Như vậy họ chia đôi đội hình mình ra, cuối cùng thì cả hai cánh đều gãy cả. Và họ dừng lại ở vị trí top 8 khi mà bị tấn công bởi các thành viên của Evos cùng với cả là Viking Blacks. Viking Blacks vẫn tiếp tục là tấn công được khu vực này. Khi mà ở đây có Evos, họ có biết Evos ở đây hay không? Khi mà chỉ ăn được hai mạng các thành viên của team Mr. Gear. Rồi, no scope, tôi thấy top 1 server đang là người bị bắn thì đúng hơn. Top 1 server đang lặng lách đánh võng, rất gắt trong tình huống này, chĩa rất nhiều họng súng của Viking vào. Đây là một tình huống mà Sơn đã nhắm thấy vị trí của tên rồi nhưng mà không có những tình huống headshot được. Cuối cùng rút khẩu M4 ra và headshot ở đối phương bên phía bên kia. Sunday đang bắn cực kỳ ổn khi hạ gục hai thành viên phía của Viking. Viking đang cực kỳ là yếu trong tình huống này khi rất nhiều người đã bị knock hạ. Chỉ còn lại Poka. Poka đang đứng vững và Poka hồi máu nhưng mà đối phương mở rồi. Thành viên của Evos đó là vị trí của Sơn. Sơn nhìn thấy vị trí của Poka và đấu skill người thua, đó là thành viên của team Viking Blacks. Viking Blacks dừng lại ở vị trí số 7, rất đáng tiếc. Evos ngày hôm nay thể hiện là quá tốt, quá gắt, đó là tình huống họ 3v4 và clear hoàn toàn 4 thành viên về phía team Viking Black. Và để xem Viking White có phục thù cho đòn này của mình được không đây. Đây là một tình huống team Box đang đứng trong nhà vệ sinh. Frenzy đang là người bị bắn yếu máu rồi, cố gắng cứu vị trí của Armory, có lẽ sẽ là cứu được. Họ vẫn còn lại tổng cộng là 3 người, nếu như cứu thành công vị trí của Armory đã có được tổng cộng là 8 kill. Một đòn đấu của team Box đã mở đường vào bò thành công, nhưng tạm thời họ chưa thể nào vào bò khi vòng bò tiếp theo lại là quá xa họ trên đường vào bò. Họ đã đụng độ với Venus Gaming. Venus đang có những tình huống kê ra cực kỳ là khó chịu, để xem team Box xử lý như thế nào đây. Họ lên xe và mở hướng sang phía cánh phải của mình để di chuyển vào bò cách an toàn hơn. Và Frenzy có công nhà hay không? Frenzy dừng lại khu vực nhà này, phát hiện rồi nhưng không được. H2 đang ở phía trên cao của Perry, bắn xuống vị trí của Xuân Cường đang cố gắng tấn công về vị trí của Frenzy của team Box. Team Box hơi khó khăn, Emery cũng đang bị tấn công bởi Venus Gaming Binzino. Và Box đang di chuyển là khá nhanh với rất nhiều phương tiện của mình. Bị bắn rồi, Lightning là người bị bắn trong tình huống này. Những tình huống bắn chưa quá chuẩn xác đến từ Marzino. Lightning mất đi khoảng chừng 2/3 cây máu. Một quả nét bắn ném lỗi đến từ Binzino. Và tạm thời đó là tình huống phá rào để nhìn thấy các thành viên phía của Box.
Lainic đã hồi máu thành công và đội City Box sẽ xử lý như thế nào đây? Amory đang cực kỳ yếu máu, còn một cái phớt đèn cần phải sử dụng trong tình huống anh ta chỉ còn lại 8 máu thôi. Lainic đang là người bị động hạ, họ chỉ còn lại 2 người, 3 thành viên phía của Venus Gaming đang có ý định đẩy thẳng ra. Họ đẩy thẳng ra một người ra bên phía của Team Box bị động hạ, đó chính là chịu Amory. Lainic bị gạt giò, một thành viên cuối cùng gọi là Frenzy. Frenzy không chịu nổi nhiệt và anh ta đã phải từ bỏ cuộc chơi top 6 thành các viên Team Box trong đó lần này. Khi cố gắng tấn công để có thể đào bò, thành viên của Team Box là gặp nguy hiểm trước họng súng của cả H2 cùng với cả Venus Gaming. Nhưng cuối cùng Venus Gaming là bắn tốt hơn, họ tràn ra và chiếc 3 thành viên của Team Box đưa Team Box về vị trí top 6. Còn H2 đang đứng ở trên điểm cao của Quarry, bắn về các thành viên của Venus Gaming. Vòng bò chưa được xác định, H2 bị tấn công bởi Viking White. Vừa rồi có một thành viên của H2 đã phải bị knock hạ và liệu có cứu được không? Chắc là sẽ cứu được ở một cự ly như này, có thể quăng smoke để có thể cover cho đồng đội mình. Vòng bò tiếp theo cũng chưa quá làm khó các team này. H2 vẫn đang duy trì quân số là con số 4 nếu họ cứu thành công vị trí của Magino. Trong khi đó thì các viên phía của Viking White cũng đang duy trì được quân số là 4 người. Không, họ đang có một góc cũng tương đối là an toàn và để xem cái cự ly như này để có cứu được không đây. Magino vẫn đang bị đốt máu liên tục theo thời gian nhưng chưa ai để có thể cứu anh chàng này được cả. Viking Bong Min thì đã bị bắn chắc là mất mũ luôn rồi. Và Viking White có lẽ là style không mũ chẳng, khi mà hai chàng là không còn mũ ở trong round này nữa, vòng bò không còn ủng hộ họ. Nhưng mà rất may mắn cánh của Jinky cùng với cả là Slow lại nằm trong bò, họ có thể di chuyển về phía đồng đội là có thể vào bò. Và thành viên của H2 thì mà không có ai cứu đã phải nằm lại. Như vậy là H2 chỉ còn lại 3 người với vòng bò này cũng không phải là vòng bò ủng hộ các thành viên phía H2. Họ cần phải mở góc sang bên cánh trái để né giao tranh. Một cái airdrop hơi trễ đến từ cái khu vực Quarry dành cho phía H2, không biết họ có đủ kiên nhẫn để đứng lại khu vực đó đón nhận cái airdrop hay là sẽ phải chạy bò đây. Họ sang bên phía cánh phải thì đụng độ với các thành viên phía của Viking, họ chạy sang bên phía cánh trái cũng đang có một team chờ sẵn họ tại đó. Đúng rồi, đó là team Venus. Khi mà cả hai team cùng di chuyển vào bò, Viking là quyết định tấn công trước khi họ muốn vào bò, bởi có thông tin là khu vực an toàn rồi, họ chỉ cần đợi chờ thời gian thu vào, cả hai team cùng chạy vào, đơn giản đó là ngập bắn. Evolve trong tình huống mà clear hoàn toàn Viking Black thì họ đang còn lại 3 người và di chuyển một cách an toàn vào trong bò rồi. Trong khi đó cái airdrop vẫn đang là một trong số những thứ níu kéo các thành viên phía của H2 tại đây. Một tình huống đấu những khẩu sniper nhưng tạm thời chưa bên nào có lợi thế về người cả. Level 2 gamer đang đụng độ với các thành viên phía Venus Gaming. Uzi có tình huống tổ lái và họ đang bắt gặp các thành viên level tại đây. Uzi bắn mất quá nhiều máu với tình huống này, 20 máu còn lại và bắt buộc sẽ phải núp sau tảng đá này. Thứ duy nhất phải cover nhưng không được rồi. Uzi vẫn bị knock hạ. Bim Zero cố gắng trả smoke ra trước khi anh ta bị knock hạ, và đó là hai mạng bên phía Venus Gaming có lẽ sẽ phải nằm xuống. Magino đã cố gắng đến backup cho đồng đội mình nhưng một mình anh ta cân 4 level là không nổi. Level có kill đầu tiên của Magino và tiếp tục di chuyển. Magino đang bị tấn công, Magino tấp máu, Magino chỉ còn khoảng 10 máu nữa thôi và 10 máu đó cũng nằm luôn rồi, phải nằm lại. Venus dừng lại ở chỗ 5, chỉ còn lại 4 team với tổng cộng 13 người chơi. Level đang là có cho mình được những mạng giết đầu tiên, đó là 3 kill của các thành viên team Venus Gaming. Ở một diễn biến khác thì H2 vẫn đang giao tranh cùng các thành viên phía Viking và đó sẽ là những diễn biến cực kỳ hấp dẫn khi Xuân Cường có một viên K vào đầu của Lightning Z rồi. Như vậy là Viking Wild sẽ không có được lợi thế về người trong tình huống này. H2 Xuân Cường đã có ý định đẩy thẳng lên, họ đang bỏ khu vực Quarry, không biết là có kịp lướt cái thính kia chưa nhưng họ cần phải mở bò. Một thành viên, hai thành viên phía Viking Wild đã phải nằm xuống, Viking chỉ còn lại hai người trong tình huống này, trong khi đó ba thành viên H2 vẫn đang có thể đẩy thẳng vào để giành quyền vào bò. Evos Sunday đang cố gắng tấn công về phía thành viên của Level khi mà đã nghe được rất nhiều tiếng súng của Level gạt giò các thành viên của Venus Gaming khi trên đường di chuyển vào vòng bò. Evos đang chia cánh 3 người với 3 khu vực là xa nhau để họ lấy được lượng thông tin là nhiều nhất ở tất cả khu vực. Viking White cứ ngỡ rằng họ là những người di chuyển tốt hơn, họ chặn bò được các thành viên của H2, nhưng để rồi H2 tấn công xuất sắc, họ đã gạt giò được 3 thành viên của Viking để có thể vào bò. Đây là một tình huống mà Evos đang kề ngược về hướng các thành viên phía của Level. Level đã tiếp cận bò một cách an toàn. Phía cánh trái của họ đang là Evos Someday. Để xem Someday có mở góc một cách thành công hay không. Một góc mở rất khó chịu của Someday nhưng tạm thời anh ta đang ở ngoài bò. Level cần phải để ý bên phía cánh trái của mình, cần phải có người check cái hướng của Someday trong tình huống này. Trong khi đó thì thành viên cuối cùng bên phía Viking là Slow Z đang đứng ở một khu vực khá gần các thành viên phía của H2. Có lẽ sẽ là tình huống mà cố gắng pick cho mình một kill để mang thêm điểm về phía Viking khi mà họ chỉ có được một kill vào lần này. Họ rất khó khăn khi chỉ còn lại một người. Đáng lẽ họ nên di chuyển sớm vào vòng bò để đợi chờ thành viên của H2 di chuyển vòng bò và họ là những người có lợi thế. Nhưng không, họ lại quyết định đứng ở ngoài vòng bò và cùng giao tranh với H2 và để rồi nằm lại mất 3 người. Một thành viên cuối cùng liệu có kéo tốt và có thêm cho mình kill nào để có thể nâng cao số điểm của team H2 hay không? Rồi, Level đang ở khá gần bò, cái bò này thu lại khá gần so với lại cái vòng bò trước đó, so với lại vị trí của họ nữa. Và lúc này thì họ đang bị kê bởi Someday, nhưng mà một mình Someday nên cẩn thận bởi vì cái lượng đạn của anh ta nếu như đủ
chắc là cũng chỉ đủ nốc hạ một người, sau đó kill một người đó thôi. Còn sau đó khi ba thành viên đối phương chĩa súng vào thì someday cũng lại cũng sẽ là lành ít dữ nhiều. Đấy rồi, Vines có thể sẽ bị gạt giò nếu như anh ta không để ý phía cánh trái của mình đang có một thành viên cuối cùng của Viking đang cố gắng trả thù trong đội của mình, đang cố gắng chạy bò bắt đầu khép lại. Vines bắt đầu co giò lên và bò chạy rồi, và anh ta cần phải kê phía cánh trái của mình cho tình huống nếu như không muốn bị Slow Z bắn từ phía sau bắn lại. Có một cái xe trước mặt các thành viên phía của H2 Gaming, liệu rằng họ lên xe để bỏ chạy không đây? Level có đang tấn công về phía H2 không khi mà họ đang di chuyển vào bo, và Level mất một người khi mà vị trí của Sunday mở cánh quá rộng và anh chàng này đã hạ gục được một thành viên của Level. Level không còn bắn H2 nữa, mở đường cho H2 vào bo. Evos đang tấn công thành viên của H2 và Level đang muốn lao ra gạt cho vị trí của Sunday khi đã có cho mình được thông tin, và Level tiếp tục là thất máu rất nhiều người. Rồi Evos đã bắn hạ một thành viên của H2 và lúc này H2 chỉ còn lại một người thì phải. Slow của Viking cũng đã trả thù cho đội mình với một mạng nốc hạ mà thôi, tạm thời là nốc hạ, và Slow đã bị hạ gục bởi Na'Vi, một tình huống backup cực kỳ kịp thời của Na'Vi để clear hoàn toàn team Viking Wild lúc này. Và lúc này thì Simki đã phải nằm xuống ở một ngoài vòng bo khi mà anh ta không được ai cứu cả. Lúc này chúng ta còn lại 3 team, Evos, các thành viên Level cũng như là hai thành viên bên phía của H2 Gaming. H2 rất khó khăn, vị trí của Na'Vi đang cố gắng để có thể cứu Sơn Cường. Vị trí của Sunday đang tiếp tục các thành viên của team Level. Level mất một người với thành viên của Sunday. Mình xin lỗi, đó là thành viên của team Evos, đó là vị trí của Sunday. 3-3-2, những quả nét đang trả về góc các thành viên phía của H2. Một quả nét chuẩn xác của Sơn, Sơn Cường tiếp tục bị nốc, Sơn Cường bị gạt giò. Và đó là tình huống clear hoàn toàn khi Na'Vi cũng chịu không nổi quả nét của đến từ Sơn. Một tình huống mà Sơn đã công nét cực kỳ mẫu mực, lúc này chúng ta chỉ còn là 2 team mà thôi. 3-3 giữa Evos cũng như là các thành viên phía team Level. Tuấn Huy là người bị bắn mất rất nhiều máu nhưng Sơn cũng cực kỳ yếu tình huống này. Level với vị trí của Hải Gamer đang cố gắng ngắm bắn về vị trí của Sơn khi nhận được thông tin đồng đội là Sơn đã thất máu. Top 1 server cũng đã bị lộ vị trí khi những tiếng súng đang là trả về các viên của Level. Level đang lao lên vị trí của Tuấn Hy. Tuấn Hy là không còn mũ nữa, những viên đạn găm vào đầu sẽ trực tiếp nốc hạ thành viên của team Level, đó là Tuấn Hy. Evo Sunday vẫn tiếp tục là nằm, có lẽ vị trí của anh chàng này là chưa bị phát hiện bởi đến từ các thành viên của team Level. Một đoàn đấu quá xuất sắc đối với các thành viên phía Evo đi. Họ có tổng cộng là 15 kill, Sơn đang sở hữu tới 7 kill trong tình huống này. Và để xem họ có giành được top 1 khi mà đấu 3v3 với các thành viên phía của Level hay không đây. Golden V không còn nón nữa, đang kê về hướng của top 1 server sau quả smoke kia. Top 1 server liệu rằng có nhận ra nguy hiểm hay không đây. Tuấn Huy đang nằm xuống, tất cả sẽ phải nằm xuống tình huống này. Góc bắn không quá tốt dành cho bên phía bên nào cả. Một góc bắn thấp hơn là bên phía của Level. Nhưng liệu rằng Sam đây có mở cánh một cách thành công hay không? Trước đó anh ta đã mở cánh với hạ gục một thành viên phía của Level. Và đây tiếp tục là những tình huống mở cánh, nhưng tạm thời cánh này chưa phải là triệt hạ được toàn bộ góc nhìn đến từ phía Level. Vẫn có người nhìn thấy anh ta, đó chính là vị trí Tuấn Hy. Sam này vẫn đang rón rén bò lên trên phía cánh phải, không là lấy vào giữa, đúng là anh ta không nhìn thấy đối phương được. Nhưng anh ta bắn tốt vào đầu ngoài Gamer, ra toàn đài Gamer, nhưng sau đó anh ta cũng sẽ bị gạt giò rồi. Như vậy là chúng ta còn lại một tình huống 2v2 giữa cả hai team cực kỳ căng thẳng, 1-1 dành cho mỗi bên. Nhưng có một thành viên phía của Evos nằm xuống, đó chính là top 1 server, và sau đây ta bị gạt giò trực tiếp. 1-2 đến từ Sơn, Sơn cần không nổi, top 1 dành cho Level Esports. Và Level Esports đã nhận được top 1 với tổng cộng 6 kill của mình, sự tuyệt vời có lẽ cũng sẽ đến từ các thành viên của team Evos khi họ đã có cho mình được 15 kill và có lẽ là 16 kill khi mà cố gắng gạt giò đến từ vị trí của Sunday. 16 kill thật đấy. Đúng rồi, 16 kill khi mà hạ gục được một thành viên Level, thành viên của team Evos, đó là Sunday, là cố gắng gạt giò trực tiếp. Wow, một round đấu với 16 kill, Evos đã clear rất nhiều team trên đường vào vòng qua cuối cùng của mình, và có những tình huống mở cánh rất tốt đến từ Sunday. Nhưng rất tiếc lúc này khi mà thành viên Level Esports là những người bắn tốt hơn ở vòng qua cuối cùng thì họ đã là những người giành top 1 và Evos về với top 2. Đây là tình huống mà Sunday cố gắng mở cánh nhưng anh ta quên rằng bên phía kia vẫn còn một người nữa của các thành viên Level Esports, và đó những tình huống backup cho nhau cực kỳ kịp thời. Top 1 server đẩy lên không được, sau đó bắt Sơn 1-2 thì đó là tình huống hơi khó cho anh ta. Top 1 dành cho Level Esports, top 2 dành cho các thành viên phía Evos. Xin chúc mừng những đội tuyển này với rất nhiều lượng điểm có được từ round đấu thứ 2 trong ngày thi hôm nay, cũng là round đấu thứ 7, không phải là round thứ 6 của cái khuôn khổ bảng A này. Chúng ta vẫn còn lại 2 round đấu nữa trong ngày thi đấu hôm nay ở tại map đấu Mirama. Quý vị và các bạn đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ trở lại trong ít phút nữa khi round đấu thứ 3 trong ngày thi đấu này được chính thức bắt đầu.